Rồi, chào anh Khang Khang. Dạ mến chào cô chú anh chị. Dạ thì cũng như thường lệ thì hôm nay Khang cũng có 8 cây nguyệt quế tàn, mà tàn này cũng gọn gọn nha cô chú anh chị. Thì địa chỉ của Khang thì ở xã Thế Hội, huyện Cái Sách, tỉnh Sóc Trăng. Số điện thoại thì 0373389198 nha cô chú anh chị. Dạ thì được 8 cây tàn với lại 11 cây phôi nha cô chú anh chị. Dạ đầu tiên mời cô chú anh chị vào lô cây số 1 ạ. Cây này cao 3 mét nha cô chú anh chị, tán ngang khoảng 1,5 m. Cái này nguyệt quế lá chung mâm chùm nha cô chú anh chị. Dạ cái hoành được 35. Rồi cây này số 1 là cây này 1,4 triệu nha cô chú anh chị. Cây số 1 1,4 triệu. Căn bao ship 200 km nha cô chú anh chị. Rồi cái này cái số 2. Cao 2 mét của chú anh chị ơi. Tán ngang 1,4 m. Cao 2 mét, tán ngang 1,4 m. Cây số 2. Dạ đo cái thông số này của chú anh chị. Rồi 34 hoành của chú ơi. Rồi cây số 2 này giao lưu 1,3 triệu nha cô chú anh chị. Khang bao ship 200 km. Cái này là lá chung bông chùm nha cô chú anh chị. Trả lời chủ cũ. Rồi cây số 3 cô chú ơi. Cao 1,5 m. Ngang 1 m nha cô chú. Cao 1,5 m, ngang 1 m. Rồi cây số 3 đo thông số luôn nha cô chú. Vị trí này là 29 hoành nha cô chú. Rồi cây này 1 triệu nha cô chú ơi. Cây này giá 1 triệu. Ở xuống đó đi hồi sắp lại. Dạ tiếp là cây số 4. Tiếp theo là cây số 4. Cao 2 m, ngang 1 m. Cây số 4 này cao 2 mét nha cô chú, ngang 1 mét. Hoành thân là 35. Rồi cây số 4 này cũng 1 triệu luôn nha cô chú. Ba người đi, cây này nặng lắm. Dạ cây số 5. Cao 2 m, ngang 1 m nha cô chú. Cao 2 m, ngang 1 m. Cái hoành nó 37 nha cô chú. Rồi, cây này 1 triệu 2 luôn cô chú ơi. Dạ Khang nhắc lại là nguyệt quế lá chung bông chùm nha cô chú. Số điện thoại của Khang là 0373389198. Dạ cây số 5 và 37 hoành nha cô chú. Cây này 1,2 triệu nha cô chú. Sáu đây nè. Lên. Cao 1,5 m nha cô chú. Cây số 6 cao 1,5 m. Hoành thân 41. Rồi cây số 6 900 ngàn của chú ơi. Bảy nè. Rồi cây số 7. Cao 2 mét, ngang 1 mét nha cô chú. Cao 2 mét, ngang 1 mét.
Hoành thân 30. Ủa? Ở đây. Dạ cái này 1 triệu mốt của chú ơi. Xuống. Rồi mình đọc số điện thoại giao lưu luôn này. Số điện thoại của Khang là 0373 89198 như của chú anh chị. Yeah. Lên. Cây số 8. Cao 2m. Cao 2m2. Ngang 1m5 của chú ơi. Đây là lỗ. Chưa. Có. Dạ, 31 hoành của chú ơi. Dạ. Rồi cây số 8 1,3 triệu của chú ơi. Xuống. Chín nè. Rồi tới cây phôi nha cô chú. Cây phôi này nay nó gặp gặp tược nhiều rồi nha cô chú. Cây phôi số 9. Cao 50. Hoành 38. Lùng lực nha cô chú, 800.000, cây số 9 800.000. Cây số 10. Cao 36. Hoành 26. Cao 36, hoành 26. Cây này rẻ cô chú ơi, 600.000. Cây này đế cá điều nha cô chú. Kiều quá. 600.000 cô chú ơi. Cây số 10. Dịnh cái chừng gãy đọt á. Cây 11. Ghi trên đầu. Cây số 11 cao 90. Hoành 36. 900.000 của chú ơi. Cây số 11. Cây số 12. Cao 80. Cây số 12 phải không ta? 12 anh. Hoành 30. Dạ. Rồi cây số 12 800.000 cô chú ơi. Cây này nó già lắm rồi nha cô chú. Rồi cây số 13. Cây số 13 nha cô chú. Cao 59. Cao 59. Hoành 34. 700.000 cô chú ơi, cây số 13. Cái này bứng về cũng lâu nha, nay ra đọt khỏe nha cô chú. 700.000 cây số 13. Cây số 14. Bảy mươi hai cao. Ba mươi hoành. Rồi cây số 14 800.000 luôn cô chú ơi. Rồi cây số 15. Lùng lực đế điều nghe cô chú. Cây số 15. Rồi 50 cao. Cái này đế rất đều nha cô chú. Cây số 15. Chiều cao 50. Hoành thân 30.
Rồi cây số 15 800 ngàn luôn cô chú ơi. Sáu đây nè. Dạ cây 16. Cao 1m1. Cây 16 cao 1m1. Hoành 31. Dạ cây số 16 800 ngàn luôn nha cô chú. 17 đâu. Nè. Ê, coi chừng gãy nha. Cây số 17. Cao 59. Hoành 37. Rồi cây số 17 700 ngàn luôn cô chú ơi. Dạ cây số 18. 60 chiều cao. Cây số 18 60 chiều cao. Hoành 37. Rồi cây số 18 700 luôn cô chú ơi. Nãy ra tọt non nhiều lắm à. Rồi cây số 19. Dạ cao 70. Cây này để đều nha cô chú. Cao 70. Hoành ngang củ rễ là 45. Rồi cây số 19 1 triệu luôn cô chú ơi. Rồi cây số 20 cây này cũng là cây cuối clip nha cô chú. Cao 79. Cao 79. Cây cuối clip nha, cây số 20 nha cô chú anh chị. Hoành 34. Dạ cây này 900 ngàn cô chú ơi. Rồi Khang mến chào cô chú anh chị nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ Khang suốt thời gian qua. Và xem clip này cô chú anh chị thấy giá hợp lý alo cho Khang nha. Dạ Khang chào cô chú anh chị. Dạ chào anh Khang luôn. Hãy vô đây nè.